Chương trình đá pen 5-1 xin phép được bắt đầu. Một hòa chứ? Và một là hòa. Giữa Quyết và Dũng Tóc. Tuyết. Ôi một trượt rồi. La la la. Hình như là sút trúng gôn cũng khó chứ đừng có nói là bảo là sút vào hơi xa. À chà, một hòa rồi. Xong rồi, hỏng rồi. Quả đi hỏng rồi. Chết hẳn rồi. Quả thứ ba. Úi giời ơi mày. Quyết bây giờ là đang được lợi thế hơn về mặt tinh thần. Quả thứ tư. Úi giời mày thế. Úi giời tí trẻ. Quả cuối cùng. Kết liễu đi. Hay quá, hòa mày thế. Hòa. Có làm cái kèo nữa không? Làm lại à? Không, vẫn nằm nhé. Vẫn như thế hả? Anh em mình vẫn thế hả? Ok, cố lên Dũng Tóc. Hay quá. Tốt rồi. Kèo lúc nãy hòa, bây giờ phải làm thêm kèo nữa. Xà phết. Ô trời ơi, lại hòa rồi. Còn 3 quả nữa. Lại còn 3 quả nữa. Như chưa hề có cuộc chia ly. Quan trọng là sút vào gôn thôi. Úi ôi mày thế. Vẫn còn cho anh hai cơ hội. Vẫn còn hai cơ hội. Như cũ. Vẫn còn hai cơ hội nữa. Để anh kiếm 1 lít. Ôi chưa vào, chưa vào, chưa. Chưa. Quả bóng đấy chưa. Chưa vào, chưa vào. Quả đấy chưa vào. Chưa vào, chưa vào. Chưa vào. Kể cả là trọng tài mà có bắt người ta cũng không chấp nhận quả bóng đấy. Vào. Cuối cùng vẫn thua. Ôi chán quá Dũng Tóc ơi. Năm chục được trăm.